Đi thì Toàn, ông lão có sao không? Không sao. Thôi, ông lão cho xin lỗi nhá. Xin. Ôi giời, cháu của ông giỏi lắm. Ông yên tâm, sao cháu lớn, cháu đi làm từ nhiều trang cho ông, cháu đỡ vất vả. Cháu của ông giỏi quá. Vâng, anh ạ. Cho bác thử một khi đi. Mà xem lo tiền nóng tháng này đi. Tới ngày đấy. Dạ vâng. À mà anh ơi, thằng này em đói quá, anh cho em thức thêm 2-3 ngày nữa anh nhá. Mày đùa tao đấy à? Nội trong ngày hôm nay không có, bố em móc mắt ra làm nhân phở đấy. Dạ, em không dám ạ, em đánh vào trong ạ. Nhảy lên em ơi. Rồi, cho em gửi anh. Không con đói quá. Cô tí đó rồi phải không? Đúng ạ. Chết rồi, hôm nay mới lại được ít quá, không đủ tiền mua cho cô tí rồi. Tôi còn cố đợi thêm lúc nữa nhá. Tôi đi cô tí. Nhóc, không phải cái gì cũng miễn phí đâu. Muốn ăn thì phải trả tiền, biết chưa? Vâng, làm xong bài nhập của tao. Thôi được rồi, đói lắm đúng không? Muốn ăn không? Có. Đứng dậy chứ bảo. Ăn đi, ăn hết cho tao. Ăn đi. Này anh, đó là cháu tôi. Có điều gì không phải, anh cho tôi xin. Ông về dạy cái thằng cháu của ông ấy, muốn ăn thì phải mở mồm ra mà xin, biết chưa? Ủa, mùi gì kinh ấy. Ông với cái thằng cò này về tắm đi, mất vệ sinh quá. Mày mới là thằng mất vệ sinh đấy. Mày là việc của mày là mày xía vào. Việc của bố mày đấy. Mày to xác như này lại bắt nạt một ông già và một thằng nhóc con. Mày không thấy hèn à, thằng chó. Mày biết tao là ai không? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là bố tao mang tiền đến hóa vàng mày luôn đấy thằng chó. Vậy hả? Mày đừng tưởng mày có tí tiền mà mày thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tao không có tiền và bố tao cũng không còn nữa để mang tiền ra. Nhưng nếu mày để tao gặp mày trong một hoàn cảnh nào giống như thế này, tao sẽ cho mày về gặp ông già mày mùng 1 một ngày rằm, biết chưa? Sao? Rồi thì biết. Hai ông cháu có sao không ạ? Cảm ơn cậu nhé. Ông cháu tôi không sao. Thế này đi, cháu mời hai ông cháu vào ăn bát bún. Có được không ạ? Có gì đâu phải sợ. Nhìn chú xăm tổ này không làm gì đâu phải sợ. Còn hơn một số người nhá. Ông cháu vào. Để ngày mai đóng cả luôn được. Ok. Ông ơi, hôm nay Trung Thu, Yên không có bánh tặng ông, nhưng con có là tặng ông. Thế cháu ông có cái gì tặng cho ông đấy? Ông nhắm mắt vào đi.
anh yêu chết trên đời. Ông yêu cháu nhất trên đời, ông thương cháu nhất trên đời. Con có hộp bánh biếu hai ông cháu này. Ui, tôi xin cậu, cảm ơn cậu nhá. Cháu cũng không có ai để đón Trung Thu cùng. Nếu có thể, cháu đón Trung Thu cùng hai ông cháu được không ạ? Được chứ, vui quá đi rồi.